Hello, các bạn ủng hộ mình đi thi rap Việt nha. Mình đang chuẩn bị một bài hát rap bằng tiếng Anh. Úi giật độc. Mà siêu khó, toàn từ siêu khó thôi. Mà tốc độ rap từ đầu đến cuối bài càng ngày càng nhanh hơn. Hôm nay để xem mình tập được cái nào nha. Ngày thứ nhất. Day one. Now it's time for our wrap up. Let's give it everything we've got. Ready? Begin. Artificial amateurs on it all amazing. Analytically, I assault, animate things. Broken barriers bounded by the bombing. Buildings are broken, basically I'm bombarding. Casually, create catastrophes, casualties. Canceling cats, got the cannabis collapsing. Detonated dime a dang, daily doing dough. Demonstrations, done data on the download. Eating other editors with each and every energetic epileptic episode. Elevated etiquette, furious, fat, fabulous, fantastic. Furious the funk felt, eating the fanatics. It got great global goods gone glorious. Getting godly in his game with the glorious. Hit him high, hella hype, historical. Hey, Holocaust, hints, hear him holler at your homeboy. Imitators idolize, I intimidate. In an instant, I rise in an irate state. Juiced on my jams like Jerry Curl, striking joints, just sleep. We got the J. Toàn từ khó siêu nhanh thôi mọi người. Đây là bài hát rap nhanh nhất thế giới với toàn từ từ A đến Z. Hôm nay thì chúng ta mới đến vần J thôi. Hy vọng lần sau với cùng thời gian thế beat thì sẽ nhanh hơn. Và chúng ta sẽ hy vọng đến cái vần cao hơn cho đến khi chúng ta được đến vần Z nhá. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tập tiếp theo vào ngày thứ hai. Bye bye.